Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Thái Nguyên tăng cường quản lý kinh doanh giống cây trồng. Bắc Cạn giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Vĩnh Long đảm bảo quyền học tập cho học sinh. Giải pháp để làng nghề vừa phát triển sản xuất vừa đảm bảo môi trường ở Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng không có giấy phép đăng ký kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh giống cây không rõ nguồn gốc, khiến cho nhiều hộ người trồng cây ăn quả bị thiệt hại. Từ thực tế trên, các cơ quan quản lý nhà nước và ngành chuyên môn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực này. Do tập quán trồng, nhân giống sản xuất trước đây, rất nhiều hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã gặp phải tình trạng cây sau khi đưa vào trồng không đạt năng suất chất lượng. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh đang định hướng bà con cải tạo diện tích này bằng cách trồng lại hoặc ghép mắt nhằm nâng cao hiệu quả cây trồng, mặc dù hết sức vất vả, mất thời gian, tốn nhiều chi phí và công sức. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan quản lý nhà nước đã khuyến cáo người dân sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm chất lượng, tăng cường quản lý sản xuất giống và thanh kiểm tra hoạt động buôn bán, lưu thông giống trên thị trường, tập trung thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất buôn bán giống. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần tăng cường trong thời gian tới. Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc do tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, tạo đà phục hồi và phát triển cho kinh tế tập thể, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 105 về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Và chính sách này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với nông dân, hợp tác xã. Bốn nhóm nhiệm vụ giải pháp được Chính phủ quyết nghị là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng chống dịch, đảm bảo ổn định sản xuất, lưu thông hàng hóa thông suốt, hiệu quả, an toàn, khắc phục gián đoạn chuỗi cung ứng, hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính, dòng tiền và tạo điều kiện thuận lợi về lao động và chuyên gia. Tôi đánh giá được là bà con đón nhận rất là cao, đánh giá rất là cao cái sự quyết liệt, sự kịp thời của Chính phủ và cái quyết này nó mang cái tính tầm bao quát toàn diện. Vấn đề chỗ là cụ thể hóa cái nghị quyết này vào giống. Trong đấy văn bản ấy nêu cũng rất rõ, cũng có quy định rõ cái thời hạn của mỗi một các cái tổ chức. Nó quy định rất là rõ rồi. Bây giờ làm nào có đúng thời hạn đó không? Với các chính sách từ trung ương đến địa phương triển khai từ nay đến cuối năm, theo tính toán của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, sẽ có 26.000 hợp tác xã được hưởng chính sách tín dụng hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh và có 2,5 triệu lao động đang làm việc tại các hợp tác xã được hỗ trợ tài chính. Hiện nay, nhiều cơ quan đơn vị liên quan của tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác giải tỏa cây trồng và công trình kiến trúc, tổ chức trồng lại rừng trên diện tích 334 hectare rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị chiếm và bố trí lực lượng tại chỗ kiểm tra tránh bị tái lấn chiếm. Kể từ đầu tháng 9 đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai công tác tháo dỡ 227 ha nhà kính, nhà lưới xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Trong đó, thành phố Đà Lạt trên 184 ha nhà kính, nhà lưới của 475 hộ đang sử dụng. Huyện Lạc Dương với 21 ha của 106 hộ. Huyện Đơn Dương đứng thứ 3 với 16 ha của 44 hộ. Các huyện còn lại là Đam Rông, Di Linh, Đức Trọng mỗi huyện từ 0,6 đến 3,3 ha. Sau khi giải tỏa, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà kính, nhà lưới và các công trình xây dựng trên đất lâm nghiệp. Ngoài ra, Lâm Đồng cũng đang triển khai đề án khôi phục lại độ che phủ rừng với diện tích hơn 52.000 ha đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp ổn định trên địa bàn toàn tỉnh. Một trong những yếu tố giúp việc tiêu thụ nông sản được thuận lợi chính là xây dựng được các chuỗi liên kết. Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Tuyên Quang đã tích cực phối hợp với các hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột mang lại hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân. Sơn Dương là địa phương thực hiện tốt việc liên kết sản xuất và tiêu thụ cây dưa chuột, thu hút được nhiều hộ nông dân tham gia. Riêng trong 8 tháng năm 2021, đã có gần 170 hộ ở 5 xã tham gia trồng dưa chuột liên kết, với diện tích gần 70 hectare, sản lượng đạt gần 3.000 tấn, mang lại cho bà con nông dân nguồn thu trên 11 tỷ đồng. Điều quan trọng khi tham gia liên kết sản xuất, đó là đầu ra cho sản phẩm được đảm bảo. Năm nay nhà tôi cũng trồng được 7 sào dưa, thì trừ chi phí thì nhà tôi vẫn được lãi là 6 triệu một sào. Trồng dưa này thì tôi thấy hiệu quả rất cao và không phải lo cho đầu ra sản phẩm ạ. Năm 2021,
Trung tâm Khuyến nông tỉnh đặt ra mục tiêu là liên kết sản xuất 100 hectare dưa chuột tại các địa phương trong tỉnh, nhưng đến nay đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Với sản lượng đạt được gần 4.000 tấn, đã đem lại thu nhập cho người dân trên 16 tỷ đồng. Trung tâm Khuyến nông tiếp tục phối hợp với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện các mô hình liên kết sản xuất tập trung ở trên địa bàn các huyện như là Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang để tăng thu nhập cho bà con nông dân và tạo công ăn việc làm ổn định. Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị đã giải quyết tốt vấn đề lao động, việc làm và thu nhập cho bà con nông dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đặc biệt là việc khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ manh mún, người nông dân yên tâm về đầu ra cho sản phẩm. Từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện cho đến nay đã tác động mạnh mẽ đến toàn bộ hoạt động của kinh tế xã hội, khiến đời sống của người dân gặp vô vàn những khó khăn. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cả nước có đến 90% doanh nghiệp lữ hành đóng cửa, 95% cơ sở lưu trú chỉ hoạt động cầm chừng. Và điều này không chỉ tác động mạnh mẽ lên nền kinh tế xanh mà khiến cho phần lớn bộ phận nhân sự trong ngành này bị ảnh hưởng. Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm 80% so với năm 2019. Khách du lịch nội địa giảm 34%, kéo theo tổng thu từ khách du lịch giảm 59%. Năm nay, khách du lịch tiếp tục giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến doanh thu từ khách du lịch giảm 26,5% so với năm 2020. Đối với doanh nghiệp lữ hành, năm 2020 chỉ có 201 doanh nghiệp xin cấp mới, giảm 1/3 so với năm 2019. Đến năm 2021, trên 138 trong tổng số 2.519 doanh nghiệp lữ hành quốc tế xin thu hồi giấy phép kinh doanh và 90% doanh nghiệp phải đóng cửa. Trong thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều nhóm chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động giảm bớt rủi ro, khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, ngành du lịch chưa thực sự được hưởng lợi trực tiếp từ những chính sách này. Nói chung là rất khó khăn, chúng tôi rất khó khăn và cũng gọi là đong những hạt gạo cuối cùng rồi. Trong ngành du lịch chúng tôi thì nên phải chăng là sẽ có cái mức đãi ngộ lãi suất riêng có thể giảm hoặc có thể rằng là miễn trừ cho chúng tôi trong vòng bao nhiêu tháng. Như thế thì nó sẽ bớt nặng gánh đi. Tôi thấy rằng là ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì thường xuyên trong hàng tuần có những cái buổi mà đối thoại giữa lãnh đạo với cả các doanh nghiệp, thì tôi mong muốn là có những cái buổi chính phủ lắng nghe các doanh nghiệp du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp bằng những quy chế, định chế, bằng chế độ để mà giúp doanh nghiệp có thể dựa vào những cái đấy chúng ta hồi phục. Để đảm bảo phục hồi kinh tế xanh và đánh thức những chú gấu ngủ đông, cần có những chính sách tài khóa sát với thực tế để doanh nghiệp dễ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Bên cạnh đó, sớm ban hành hướng dẫn chi tiết về điều kiện hoạt động kinh doanh và mở cửa trở lại đối với ngành này để du lịch sớm phục hồi trong điều kiện bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 với mục tiêu tháng 11 đạt bao phủ mũi 2 cho người trên 50 tuổi ở mức tối thiểu 80%. Bộ Y tế cho biết các địa phương đã tích cực đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng khi nhận được vaccine. Những ngày gần đây, mỗi ngày cả nước tiêm được khoảng 1,5 đến 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng, hiệu quả, tăng nhanh diện bao phủ trong thời gian sớm nhất cho nhóm nguy cơ để có thể từng bước mở rộng đối tượng tiêm chủng cho trẻ em dưới 18 tuổi, Bộ Y tế đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tiêm chủng bao phủ cho toàn bộ đối tượng từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, ưu tiên cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, đảm bảo an toàn và hiệu quả. 9 tháng đầu năm do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, công tác tuyên truyền triển khai vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tại Sơn La gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động, dẫn đến số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giảm. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Theo đó, phấn đấu năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 15,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,6% so với kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 95,8%. Ngành tập trung chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện đôn đốc thu giảm nợ,
không để phát sinh nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành, các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021, đẩy mạnh tuyên truyền các thay đổi về chính sách bảo hiểm y tế theo quyết định số 861 của Chính phủ để người dân nắm bắt và chủ động tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng. Công tác giáo dục tư tưởng, lối sống, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ luôn được các cấp chính quyền huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn quan tâm. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Đoàn Thanh niên huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn đã thực hiện những chương trình hoạt động ý nghĩa. Nghĩa trang thanh niên xung phong công trường 114 được Đoàn Thanh niên huyện Chợ Đồn chọn làm địa chỉ đỏ cho các thanh thiếu nhi trên địa bàn. Được hình thành từ năm 1972, những thanh niên xung phong mở đường 254 và 257 qua địa bàn huyện Chợ Đồn đã hy sinh nằm lại nghĩa trang này. Đến năm 2020, nghĩa trang được huyện đoàn xin kinh phí tu sửa cải tạo các hạng mục để trở thành nơi các cơ sở đoàn đội tổ chức các hoạt động tham quan giáo dục truyền thống cách mạng cũng như truyền thống anh hùng của quê hương Chợ Đồn. Chúng tôi sẽ lưu giữ lại và cử cán bộ phụ trách khi mà những ngày lễ, những cái dịp dâng hương, tổ chức các lễ kết nạp đoàn, kết nạp đội, chúng tôi sẽ đưa các bạn, các em về đây và qua đó sẽ giới thiệu cho các em biết được là nguồn gốc của nghĩa trang, giáo dục truyền thống cho các em. Tỉnh đoàn Bắc Cạn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn sử dụng mạng xã hội như một công cụ hữu hiệu trong tuyên truyền các hoạt động phong trào, đặc biệt trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tập trung vào hình thức thể hiện sinh động bắt mắt với nội dung tuyên truyền hấp dẫn theo chủ đề. Thực hiện cái sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương đoàn, Trung ương Hội Liên Thanh niên Việt Nam và những cái sự kiện lịch sử thì chúng tôi, rồi những cái sự kiện lớn của mang cái quy mô đồng loạt thì chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cùng đăng tải rồi tuyên truyền những cái nội dung. Phát huy truyền thống tương thân tương ái cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tỉnh đoàn Bắc Cạn đã vận động đông đảo đoàn viên thanh niên chung sức đồng lòng quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm hàng hóa và hỗ trợ bốc xếp để tiếp sức cho người dân chống giặc COVID-19. Hơn 350 tấn hàng hóa đã được chuyển vào miền Nam, thể hiện được tinh thần chia sẻ của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân trong toàn tỉnh. Trong đó, lực lượng đoàn viên giữ vai trò quan trọng, xung kích đi đầu ngay từ khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ở nhiều tỉnh thành học sinh phải học trực tuyến. Tuy nhiên, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không thể trang bị được thiết bị đường truyền để các em tham gia học tập. Vì vậy, tỉnh Vĩnh Long đang huy động mọi nguồn lực cùng chung tay đảm bảo quyền học tập tốt nhất cho trẻ em, không để bị gián đoạn việc học. Em học sinh này đang sống cùng cha và em gái 4 tuổi. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đã cướp đi người mẹ hiền của em. Còn cha thì làm nghề thợ hồ nhưng gần 3 tháng nay đã ngưng việc. Năm học mới em lên lớp 3 nhưng hoàn cảnh gia đình neo đơn, khó khăn, lại không có thiết bị học trực tuyến. Nay được địa phương hỗ trợ chiếc điện thoại, tạo điều kiện để em tiếp tục học tập. Dạ em mất trong cái mùa dịch này thì hoàn cảnh gia đình nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà cái việc học của con cái thì nó cũng khó khăn. Tại vì ở đây mạng cũng có rồi đi học thì nói chung hẳn hôm qua nơi có thầy cũng chỉ dẫn mà học trực tuyến một cái học ở trong nhà của cậu. Bị học tập thì bữa trước, hôm trước thì thầy giáo có hỗ trợ cho nhà Phương cái điện thoại. Năm học 2021-2022, tỉnh Vĩnh Long có khoảng 200.000 học sinh các cấp phải chuyển sang học trực tuyến do dịch. Trong đó có gần 30.000 học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông thiếu thiết bị học tập trực tuyến nên các em được hỗ trợ bằng hình thức khác. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình sóng và máy tính cho em, tỉnh đã vận động kêu gọi các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đảm bảo quyền học tập cho các em, nhất là học sinh có ba hoặc mẹ mất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã có vận động một số đơn vị mạnh thường quân để hỗ trợ trước đối với các em mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện tại thì cũng đã vận động được trên gần 500 triệu để trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ triển khai và phân bổ về các cái địa phương để giúp cho các em có cái điều kiện học tập tốt nhất trong cái thời gian dịch bệnh diễn ra vẫn còn phức tạp và khó khăn này. Tỉnh Vĩnh Long có 14 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ do COVID-19. Với tiêu chí không để bất kỳ trẻ em mồ côi vì COVID-19 phải bỏ học, các cấp ngành tỉnh Vĩnh Long vẫn tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách các đối tượng này để có phương án hỗ trợ phù hợp. Về lâu dài, địa phương có kế hoạch hỗ trợ đầu, chăm lo cho các em học đến hết lớp 12 hoặc đại học, đảm bảo các em được chăm sóc tốt nhất để các em phần nào được bù đắp, vươn lên làm chủ cuộc sống trong tương lai.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, môi trường là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã vận động tuyên truyền người dân hưởng ứng xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường vùng nông thôn theo hướng bền vững. Để chung tay xây dựng chương trình nông thôn mới hiệu quả, 100% cơ sở hội nông dân Đạ Tẻ trên địa bàn huyện đã và đang duy trì xây dựng 35 mô hình nông dân bảo vệ môi trường. Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, các cấp hội đã thực hiện 10 mô hình thu gom vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng kênh mương, 9 mô hình trồng cây bóng mát đường quê, 9 mô hình biến rác thành tiền, 3 mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi, trâu bò, 2 mô hình xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại hộ gia đình, một mô hình nhà rác thân thiện với môi trường, một mô hình xử lý nước thải sinh hoạt. Hiện nay để xử lý vấn đề môi trường trong chăn nuôi, nhất là với tập quán trong chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn của bà con dân tộc phía Bắc, mô hình xử lý chất thải trong chăn nuôi trâu bò cũng đang được tiến hành tại thôn 5, xã An Nhơn và tổ dân phố 8A, thị trấn Đạ Tẻ với quy mô 30 chuồng trại và 30 hộ dân tham gia. Không chỉ là rác thải y tế, rác thải nhựa với đặc tính bền vững trong tự nhiên, cùng với các chất gây ô nhiễm môi trường khác đã và đang tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của con người. Hiện nay, con người đang quá phụ thuộc vào vật dụng nhựa dùng một lần, từ đó gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường. Tại nhiều địa phương, công tác quản lý rác thải nhựa còn lúng túng, thậm chí là chưa được quan tâm giải quyết, khiến cho môi trường sống bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Xã Quảng Phú Cầu vốn nổi tiếng với làng nghề hương đen truyền thống. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, thôn Xà Cầu, xã Quảng Phú Cầu lại được biết đến với cái tên mới, làng thu gom và sơ chế rác thải. Việc làng nghề phát triển đã đem lại sinh kế cho người dân. Song công tác bảo vệ môi trường tại đây đang là một vấn nạn chưa được giải quyết. Hiện nay, xã Quảng Phú Cầu có hơn 800 hộ dân, trong đó có gần 200 hộ làm nghề tái chế phế liệu từ rác thải nhựa. Rác thải nhựa xếp đống từ trong nhà ra tới ngoài sân, ngõ xóm cho đến trên những cánh đồng. Phía sau lưng tôi là con sông kinh Bắc Cỏ Hoa. Có thể thấy toàn bộ nước thải cũng như là chất thải nhựa và các phế phẩm từ nhựa được đổ ra dòng sông như thế này, khiến cho cả một con sông này biến màu và gây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều đáng nói là người dân của 6 thôn đều phải chịu ảnh hưởng chung và sống chung với ô nhiễm từ nhiều năm qua. Giữ gìn phát triển làng nghề là cần thiết và cần được khuyến khích bởi góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Tuy nhiên, phải hài hòa giữa lợi ích kinh tế và đảm bảo môi trường sống trong lành, an toàn. Có như vậy thì làng nghề mới phát triển bền vững, lâu dài, không tác động tiêu cực đến môi trường. Bên cạnh đổi mới công nghệ máy móc, xây dựng nhà xưởng sản xuất đúng quy chuẩn, thân thiện với môi trường để giảm ô nhiễm, thì về lâu dài, chính quyền địa phương phải quy hoạch khu làng nghề sản xuất tập trung xa khu dân cư. Làng nghề ra một khu thì cái chủ trương rất là tốt, vì cái mà để nó tránh được cái thứ nhất là bụi bặm, thứ hai nữa là để một cái hàng hóa làng nghề nó dồn vào một khu thì sản phẩm và khách hàng đến mua nó sẽ tiện lợi rất là nhiều. Làm tập trung vào một chỗ thì nó đỡ bụi bặm, đỡ khổ người dân. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã triển khai quy hoạch khu làng nghề tập trung ở làng nghề xay sắt gạo Trai Trang và làng nghề mộc Mỹ Nghệ Thụy Lân. Trong đó, khu làng nghề thôn Thụy Lân đang trong quá trình lập dự án, còn khu làng nghề thôn Trai Trang đã giải phóng mặt bằng xong. Dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao đất cho các hộ làm nghề để xây dựng nhà xưởng sản xuất. Tổng diện tích cả hai giai đoạn của dự án khu làng nghề tập trung là hơn 17 ha với gần 300 lô nhà xưởng sẽ đáp ứng được cho phần lớn số hộ làm nghề xay sắt gạo ở thôn Trai Trang. Sau khi có được cái mặt bằng rồi thì muốn đưa toàn bộ các cái hộ là hiện nay đang kinh doanh lương thực sang cái khu vực làng nghề để tập trung quản lý cũng như là đảm bảo về công tác quản lý về môi trường. Thế và để phát triển bền vững hơn nữa thì chúng tôi cũng có cái mong muốn là sau này chuyển các cái hộ này sang thì cái khu đã được quy hoạch làng nghề. Hy vọng rằng bài toán hài hòa giữa lợi ích phát triển kinh tế từ làng nghề với đảm bảo môi trường sẽ được các địa phương và ngành chức năng của huyện Yên Mỹ tìm ra lời giải trong thời gian tới khi khu làng nghề tập trung đi vào hoạt động. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.